Xuân Tú xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV và bây giờ là 10 phút cập nhật của bản tin. Sáng nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội có gần 2.000 hội viên. Các hội viên luôn phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, nỗ lực công tác, học tập, lao động sản xuất kinh doanh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022. Các hội viên tham gia Hội đồng Hương người Hưng Yên ở tại Hà Nội trong 2 năm qua đã có rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên về tài chính, vật chất, tinh thần, cơ hội, sự phối hợp công tác với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên của chúng ta có được sự phát triển về mặt kinh tế xã hội trong những năm qua. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng 23 hội viên được trao huy hiệu từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Chúc mừng 11 hội viên vừa được thăng phong quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cao cấp ở các cơ quan nhà nước. Mừng thọ cho 136 hội viên từ 70 tuổi trở lên. Tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hưng Yên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên và tặng quà cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, các thanh thiếu niên được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lứa tuổi tâm sinh lý để bổ sung thêm kiến thức am hiểu về pháp luật. Nhân dịp này, các đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình. Ban tổ chức đã khánh thành công trình thư viện Tuổi Hồng, tặng sách cho trường tiểu học Nguyễn Văn Linh tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Đồng chí Trần Quốc Toản và ban tổ chức trao quà cho 30 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập trị giá 60 triệu đồng và các phần quà khác. Năm 2023 được dự báo là năm tăng trưởng vượt bậc của khách du lịch quốc tế. Đặc biệt trong thời điểm dịp đầu năm nay, các cửa khẩu quốc tế đều đón nhiều đoàn khách nước ngoài, số lượng lớn nhập cảnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2023 đạt trên 870.000 lượt người, tăng hơn 23% so với tháng 12 năm 2022. Trong đó, Hàn Quốc vẫn là thị trường cung cấp khách quốc tế tới Việt Nam lớn nhất cho đến thời điểm này. Với thị trường khách du lịch Trung Quốc, mặc dù đã mở cửa lại từ ngày 8 tháng 1, song lượng khách từ quốc gia này tới Việt Nam trong tháng 1 vẫn rất khiêm tốn. Ngành du lịch đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn khách này, đặc biệt xây dựng sản phẩm hấp dẫn, loại bỏ hình thức tour không đồng, tour giá rẻ như thời điểm trước dịch Covid-19. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu du xuân đi lễ của người dân lại tăng cao. Các điểm du lịch tâm linh và danh thắng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thu hút đông đảo du khách ở nhiều lứa tuổi đến dâng hương, cầu phúc lành, may mắn. Hiện tỉnh Bình Thuận có hơn 70 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và đã được xếp hạng, trong đó có 28 di tích danh thắng quốc gia và 4 di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hệ thống các điểm di tích đình, đền, chùa lâu năm vẫn được bảo tồn, tôn tạo, lưu giữ đến ngày nay là một lợi thế để Bình Thuận phát triển, đưa các địa danh này vào danh sách điểm đến để đầu tư, phát huy giá trị di tích, di sản, tạo nên một trong những thế mạnh cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương. Bình Thuận còn nhiều lễ hội truyền thống đậm bản sắc văn hóa của từng cộng đồng dân cư, nơi sản sinh ra di sản. Điển hình như lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra giữa tháng 9 âm lịch hàng năm. Trải qua một năm với nhiều khó khăn biến động về giá, tháng đầu tiên của năm mới 2023, hoạt động của nhà máy ống thép Hòa Phát Hưng Yên tại khu công nghiệp Phố Đối A có nhiều khởi sắc. Sau đợt nghỉ Tết đến nay, gần 1.000 công nhân của nhà máy ống thép Hòa Phát Hưng Yên thuộc tập đoàn Hòa Phát tại huyện Văn Lâm luôn duy trì chạy 3 ca liên tục trong ngày. Với đơn hàng trong nước và đơn hàng xuất khẩu đã có, đảm bảo cho các dây chuyền của nhà máy hoạt động liên tục đến hết tháng 4. Bình quân mỗi ngày, nhà máy đóng từ 10 đến 15 container hàng ống thép các loại từ đi cảng Hải Phòng để xuất khẩu sang các nước Mỹ, Canada, Myanmar và Ấn Độ. Tín hiệu vui ngay đầu năm, để nhà máy ống thép Hòa Phát giữ vững ngôi đầu về doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước so với các nhà máy khác thuộc tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 10 tháng 2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ đưa và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Theo đó, phát hiện một số cá nhân làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D, trụ sở tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới này. Trước đó, khi nhiều trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh, thành phố lân cận phải tạm dừng hoạt động do sai phạm, lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm ở Hải Dương đã tăng đột biến. Hôm qua ngày 10 tháng 2 tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, lực lượng công an bắt quả tang Phùng Đắc Duy điều khiển ô tô đang xúc đất lên xe ô tô bị kiểm soát 34H02086 do Hoàng Công Việt điều khiển với khối lượng khoảng 3 mét khối đất. Lực lượng công an còn phát hiện 5 xe ô tô khác đang chờ để chở đất, tất cả đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất. Quá trình xác minh mở rộng, xác định lượng đất khai thác tại khu đất trên đã được vận chuyển xúc lên tàu thủy số hiệu VP1421 do Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, đang neo đậu tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vi Thành, địa chỉ tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Kiểm tra trong khoang tàu đang có khoảng 200 mét khối đất. Bộ Nội vụ Hàn Quốc thông báo chính phủ nước này đã chính thức nối lại việc cấp visa ngắn hạn cho khách tới từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh cân nhắc hành động tương tự. Giới chức Hàn Quốc cho biết, quyết định được đưa ra sau khi số khách nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc giảm đáng kể và chưa xuất hiện biến chủng mới. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết thêm, đầu tháng 2, 1,4% du khách Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh, giảm nhiều so với gần 22% trong tuần đầu tháng riêng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận xét, động thái dỡ bỏ các hạn chế visa từ Hàn Quốc là bước đi đúng hướng và Trung Quốc sẽ tích cực xem xét nối lại việc cấp visa ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc trên tinh thần có đi có lại. Lần đầu tiên sau 60 năm hầm trú ẩn hạt nhân bí mật từ thời chiến tranh lạnh tại Đan Mạch sẽ mở cửa cho công chúng. Căn hầm bí mật này nằm sâu 60 mét dưới lòng đất ở trong khu rừng Roskov, cách thủ đô Copenhagen gần 400 km. Bắt đầu từ thứ hai tuần tới, hầm trú ẩn dưới lòng đất, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, sẽ trở thành một bảo tàng mở cửa cho công chúng tham quan. Đi bộ qua các hành lang dài hình vòm, du khách sẽ thấy phòng ngủ cơ bản dành cho quốc vương, quán ăn tự phục vụ, phòng hội nghị của chính phủ với lối trang trí theo phong cách thập niên 60 trong sảnh khách thiếu ánh sáng. Hầm trú ẩn được xây dựng từ năm 1963 đến năm 1968 theo yêu cầu của NATO sau các vụ thử hạt nhân của Liên Xô và khủng hoảng tên lửa Cuba. Nó được thiết kế để làm nơi ở của chính phủ Đan Mạch và quốc vương đương nhiệm trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Mới đây, bất chấp cái lạnh cắt da, nhiều người đã tập trung tại một con sông ở thành phố Quebec thuộc bang cùng tên ở Canada để tham gia cuộc đua cano trên dòng sông đóng băng. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc nhất trong khuôn khổ lễ hội mùa đông Quebec thường niên. Cuộc đua được ví như giải đấu thế giới dành cho môn chèo cano trên dòng sông đóng băng. Sự kiện năm nay thu hút 50 đội thi đến tham gia. Họ sử dụng những chiếc cano dài xuất phát từ bến cảng ở thành phố cổ Quebec, vượt qua những tảng băng và dòng nước xoáy trên sông Saint Laurent để tiến đến thành phố Lévis bên kia sông, với khoảng cách là 3,2 km. Tuy phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt do tuyết rơi dày, tầm nhìn hạn chế và nhiệt độ xuống âm 20 độ C, song các tay đua đều rất hào hứng khi có thể tiếp tục duy trì truyền thống của địa phương. Một vận động viên nhà thám hiểm người Đức mới đây đã hoàn thành hành trình chạy việt dã hơn 5.000 km trên khắp Peru. Đặc biệt, anh đã chạy liên tục mỗi ngày trong gần 3 tháng. Vận động viên Savas Coban bắt đầu hành trình của mình vào ngày 13 tháng 11 năm 2022 ở thủ đô Lima của Peru. Anh chạy trung bình 60 km mỗi ngày và đã hoàn thành tổng quãng đường 5.170 km trong 86 ngày liên tục. Trong suốt hành trình, vận động viên người Đức đã vượt qua sa mạc, bãi biển, rừng nhiệt đới, đỉnh núi tuyết cao 5.000 m cũng như nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại Peru. Savas Coban cho biết trong suốt 86 ngày, anh phải liên tục đấu tranh và vượt qua giới hạn của bản thân về thể chất lẫn tinh thần. Hoàn thành hành trình chạy việt dã này là ước mơ mà anh đã ấp ủ từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.